Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh họp trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo sản xuất, cấp nước an toàn ổn định cho người dân. Thực hiện đề án phát triển cây chè trên địa bàn xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ mang lại thu nhập cao cho bà con nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết với tinh thần sẽ nới lỏng một số hoạt động nhằm đảm bảo yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội, nhưng không lơ là chủ quan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm soát tốt những trường hợp đi từ các địa phương khác vào địa bàn, chuẩn bị kế hoạch cho học sinh đi học trở lại. Phương án vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, thống nhất các danh mục, tiếp tục dừng hoạt động và danh mục được hoạt động trở lại là một số nội dung được đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, yêu cầu trong cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh qua phần mềm trực tuyến chiều ngày 22 tháng 4. Cùng dự có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng đã ghi nhận và biểu dương quyết tâm của các cấp các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng lòng cùng ban chỉ đạo các cấp và cùng với tỉnh triển khai thực hiện tốt các yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và đạt được những kết quả tích cực. Đồng chí nhấn mạnh, dịch bệnh là thách thức lớn với thế giới, Việt Nam và có thể còn kéo dài. Chính vì vậy chúng ta phải đón nhận, phải sẵn sàng chiến đấu với làn sóng thứ hai của dịch bệnh. Công cuộc này sẽ còn lâu dài, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, không được chủ quan, lơ là, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp để tháo gỡ dần cho sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị từ nay cho đến ngày 1 tháng 5 sẽ xem xét thu hẹp dần danh mục các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động, thu hẹp dần danh sách các xã phường thị trấn áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người. Danh sách này sẽ do các địa phương đề xuất. Cái việc mà vận tải hành khách thì đây cũng là một trong những cái nội dung rất quan trọng để thông thương các hoạt động kinh doanh. Thế cho nên là tôi cũng đề nghị là có cái thay đổi mở hơn, nhất là trong nội địa. Thế còn đối với liên tỉnh thì chúng ta sẽ xét theo các cấp độ của tỉnh có nguy cơ cao và tỉnh có nguy cơ thấp. Nhưng đi cùng với đó là các giải pháp giãn cách trên phương tiện vận tải. Thế còn đối với những doanh nghiệp mà có công nhân hay là kỹ thuật viên hay kỹ sư đi từ vùng dịch thì chúng ta sẽ đề nghị doanh nghiệp đó phải có cam kết và có cái cách ly ngay tại doanh nghiệp hoặc là cái dự án đó, cách ly trong đó, họ làm việc trong đó và có cái theo dõi giám sát của cơ quan có thẩm quyền là để thuận lợi kích cầu cũng như là các cái hoạt động sản xuất kinh doanh ấy. Thì tôi đề nghị là các chủ đầu tư và đặc biệt là các đồng chí chủ tịch huyện quan tâm giải ngân vốn đầu tư và ngân hàng rồi các cơ quan khác, các đồng chí cũng chung tay kho bạc ngân hàng làm sớm cái việc này. Đối với ngành giáo dục và đào tạo phải có kế hoạch cụ thể cho học sinh trở lại trường với từng cấp khác nhau vào đầu tháng 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chỉ đạo sớm chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đề nghị các ngân hàng sớm triển khai thực hiện nghị định số 41 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh phải có sự chỉ đạo kiểm tra các ngân hàng thương mại nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Các ngành khẩn trương triển khai tốt các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đúng nghị quyết số 42 của Chính phủ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh vai trò của ngành y tế trong thực hiện phòng chống dịch. Là Sở Y tế, tôi đề nghị là tiếp tục giám sát, tiếp tục quán triệt, kiểm tra và phải luôn luôn lên dây cót tinh thần cho hệ thống y tế
chúng ta càng như thế này thì càng phải đề phòng, càng phải siết chặt hơn. Và bây giờ là lúc có những cái nội dung thì chúng ta phải tiến hành nhanh hơn. Tôi lấy ví dụ như là cái xét nghiệm. Xét nghiệm bây giờ chúng ta phụ thuộc, nên đề nghị các đồng chí là sớm để lấy cái máy từ Bộ Y tế về và ta triển khai sớm. Rồi cái kỷ luật kỷ cương của các cái cơ sở y tế, rồi cái tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn thì tôi đề nghị là cũng phải rất là chú ý trong cái giai đoạn này, để khi mà có những tình huống. Và đối với các trung tâm y tế và bệnh viện thì tôi đề nghị đồng chí giám đốc sở là cho là tập huấn, nhưng mà theo giả định. Trước đây ta mới làm một lần thì bây giờ làm thêm, đặc biệt là cho các trung tâm y tế. Đối với các cơ quan truyền thông phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trong nhân dân, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, nêu cao tinh thần gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đoàn thể như Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân vào cuộc, kịp thời kêu gọi sự chia sẻ của cộng đồng, cùng góp sức trong công cuộc phòng chống dịch bệnh của tỉnh nhà. Đồng thời đề nghị tổ giúp việc phối hợp với các sở công thương, sở giao thông vận tải, các huyện, thành phố sớm tham mưu văn bản chỉ đạo ngay trong tối nay để tiếp tục thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch tốt nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa có thông cáo báo chí số 9 về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thông cáo nêu rõ, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thư của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Bước đầu tỉnh Lai Châu đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tỉnh đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương tinh thần hiệu quả chống dịch của cả hệ thống chính trị, chính quyền, ban chỉ đạo các cấp, các ngành, biểu dương những tấm lòng nhân ái, tấm gương người tốt việc tốt, những hành động chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và dự báo sẽ còn kéo dài. Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và bùng phát dịch vẫn thường trực, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia, đồng thời duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau. Tiếp tục thống nhất nhận thức, hành động quán triệt sâu sắc quan điểm chống dịch như chống giặc. Phòng chống dịch là trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội, của mọi tổ chức cá nhân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân. Đề cao kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện, kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch. Khóa chặt các nguy cơ từ bên ngoài, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả, bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu tối thượng. Khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết, hạn chế tập trung đông người. Khi ra khỏi nhà phải thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hoạt động thể thao tập trung đông người, các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử, câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, gym, khiêu vũ, sông hơi, massage, tiệm trang điểm, tắm thuốc, xoa bóp, bấm huyệt đông y, tư nhân, phòng khám chuyên khoa răng, hàm mặt và tai mũi họng ngoài công lập. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ bán hàng theo hình thức trực tuyến, người đứng đầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các nhà máy, xí nghiệp, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn cho người lao động. Người lao động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, công trường, giao thông, xây dựng đến từ các vùng có nguy cơ cao được phép vào tỉnh nhưng phải thực hiện nghiêm việc cách ly cơ sở sản xuất công trường. Người đứng đầu các cơ sở sản xuất doanh nghiệp phải đăng ký với chính quyền sở tại và bố trí xe đón người lao động tại các chốt kiểm dịch liên ngành, cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị theo quy định và có sự giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng và chính quyền địa phương.
Đối với vận tải khách cố định liên tỉnh cho phép hoạt động tối đa đến 50% theo biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt đối với các địa phương có nguy cơ và nguy cơ thấp. Có các tuyến, có hành trình chạy qua các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao, phương tiện không được dừng đỗ đón trả khách. Đối với vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh cho phép hoạt động tối đa 100% theo biểu đồ chạy xe trên các tuyến vận tải đã được phê duyệt, đối với vận tải taxi, xe hợp đồng cho phép hoạt động trở lại bình thường. Trong quá trình vận chuyển, các phương tiện chở khách phải đảm bảo yêu cầu trên mỗi chuyến xe không được vận chuyển quá 50% số ghế và không quá 20 người trên một chuyến xe, bố trí ngồi giãn cách xen kẽ giữa các hàng ghế. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách phải đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm việc kiểm tra y tế và các biện pháp phòng chống dịch. Về tổ chức việc hiếu, việc hỉ cần gọn nhẹ, văn minh, không tập trung đông người và phải đảm bảo thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí cán bộ công chức, viên chức, người lao động đi làm tại công sở từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch, khuyến khích họp trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Cấp ủy chính quyền địa phương quyết định tổ chức các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội tập trung trên 20 người nhưng phải đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế, thực hiện giám sát y tế trong trường hợp cần thiết. Sở Y tế chỉ đạo đảm bảo duy trì các hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường hoạt động tư vấn, quản lý sức khỏe, tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý, tuân thủ các quy định phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất lây nhiễm trong cơ sở y tế, chủ động phát hiện, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời các đối tượng nghi ngờ mắc COVID-19, các đối tượng từ nước ngoài vào địa bàn theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn đối với đội ngũ y bác sĩ, người tham gia phòng chống dịch. Xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá nhóm nguy cơ đối với các vùng, các địa phương thuộc tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương để kịp thời tham mưu đề xuất áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền các huyện biên giới tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, đường mòn lối mở, khu vực biên giới. Tất cả các trường hợp được nhập cảnh phải thực hiện biện pháp cách ly theo quy định, xử phạt nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép nhiều lần, công bố công khai người vi phạm lên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, tổ chức phân luồng, điều phối tốt việc thực hiện cách ly, cải thiện điều kiện sinh hoạt, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện, lực lượng tại chỗ chủ trì thực hiện việc rà soát theo phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, chủ trì trong việc thực hiện quản lý người nước ngoài, kiểm tra, giám sát cơ sở lưu trú, tăng cường, giữ vững trật tự an ninh, an toàn xã hội, phòng ngừa, trấn áp tội phạm, chủ động nắm chắc các hoạt động tôn giáo trên địa bàn, các đối tượng lợi dụng lôi kéo, kích động. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định kế hoạch cho học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 5 năm 2020, trong đó tính toán kỹ phương án thời điểm đối với từng cấp học, địa bàn, loại hình trường, biện pháp phòng dịch cụ thể, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 27 tháng 4 năm 2020. Điều chỉnh chương trình, kế hoạch thi, kế hoạch kết thúc năm học 2019-2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thường xuyên kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Sở Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh chương trình kết thúc năm học đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chỉ đạo triển khai hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở lao động và các hoạt động thuộc phạm vi quản lý. Chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương khẩn trương chi trả kịp thời chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết 42 NQCP của Chính phủ, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, báo cáo đầy đủ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động sản xuất nông nghiệp, đảm bảo kịp thời phối hợp với các huyện, thành phố sớm thực hiện việc chi trả chính sách dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân xong trước ngày 15 tháng 5 năm 2020. Các chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, kho bạc tỉnh, hệ thống ngân hàng đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Sở Ngoại vụ, các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch đối với các cơ quan, địa phương của tỉnh Vân Nam Trung Quốc và địa phương đơn vị kết nghĩa. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, không chủ quan và tin tưởng, ủng hộ, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể, trong đó đoàn thanh niên đóng vai trò xung kích, tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh,
chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, không để ai ở lại phía sau, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các hoạt động chia sẻ, lan tỏa yêu thương, các hành động đẹp để chung tay phòng chống dịch bệnh, kêu gọi nhân dân thực hiện nếp sống mới, văn minh, văn hóa, tác phong làm việc mới. Một thời kỳ mới với các ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ sáng ngày 23 tháng 4, số ca mắc COVID-19 của nước ta vẫn dừng lại ở con số 268 người. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ sáng ngày 23 tháng 4, số ca mắc COVID-19 của nước ta vẫn dừng lại ở con số 268 người, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%. 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%. Như vậy, trong vòng một tuần qua, trên cả nước không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới. Cũng tính đến 6 giờ sáng ngày 23 tháng 4, đã có 223 trên tổng số 268 trường hợp được chữa khỏi COVID-19. Hiện còn 45 bệnh nhân đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế. Trong đó 39 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương, còn lại đang điều trị tại tuyến tỉnh và tuyến huyện. Thưa quý vị và các bạn, từ khi đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu luôn tập trung chú trọng đề cao công tác an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là trong thời gian qua, trên thế giới xuất hiện dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu lập tức đã triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp để phòng chống các nguy cơ lây nhiễm tại cơ quan, nơi làm việc. Nhận thức rõ đặc thù của công ty vừa sản xuất nước sạch, vừa làm dịch vụ cấp nước, tiếp xúc trực tiếp với nhiều khách hàng thông qua công việc ghi chỉ số đồng hồ đo nước, thu tiền sử dụng nước, nên việc phòng chống dịch không được chủ quan lơ là. Vì vậy, các nội dung khuyến cáo về phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế, của công đoàn cấp trên như tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, cách đeo khẩu trang đúng cách, quy trình rửa tay đến từng cán bộ công nhân viên được công ty thực hiện nghiêm. Từ sự quan tâm kịp thời, động viên của ban lãnh đạo, cán bộ công nhân của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu đến những giải pháp linh hoạt, trọng tâm trong công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh phòng bệnh. Qua đó, vận hành các máy móc tại Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu hoạt động an toàn. Bản thân tôi thì như vừa rồi ấy, thì là cũng có cái sự chỉ đạo của công ty và ban giám đốc chi nhánh. Thì trong cái dịch vừa rồi thì anh em chúng tôi cũng chấp hành đầy đủ, ví dụ như là đeo khẩu trang thường xuyên và vệ sinh rửa tay bằng cồn hoặc là xà phòng, tiếp xúc khách hàng thì đứng cách xa phạm vi 2 mét và hạn chế đi ra ngoài. Thì còn công việc thì như anh em chúng tôi chủ yếu là trao đổi trên điện thoại và Zalo nhóm. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã có hướng dẫn tuyên truyền cụ thể đến từng phòng, ban, tổ đội về các biện pháp phòng dịch, phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh, bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả. Như 100% khuôn viên nhà máy, nơi làm việc, các tổ quản lý nước đều được vệ sinh sạch sẽ, phun khử trùng định kỳ bằng dung dịch chloramin B, rắc vôi bột khử trùng không gian tại khu vực sản xuất nước. Tất cả cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi làm việc, nơi đông người, đeo găng tay khi thu tiền, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, xà phòng. Cái cụ thể đối với công ty thì hiện nay chúng đã thực hiện theo đúng cái hướng dẫn của Bộ Y tế về trong cái quá trình tiếp xúc cũng như là giữ khoảng cách, cũng như là trang bị đầy đủ các cái bảo hộ lao động cũng như là trang thiết bị y tế như là khẩu trang, các cái nước sát khuẩn và cái găng tay y tế để đảm bảo trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn. Hiện nay, Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu có 10 nhà máy với công suất thiết kế 25.500 mét khối, phục vụ trên 22.200 khách hàng. Chính vì vậy, ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu luôn hiểu rõ việc phòng chống dịch bệnh và bảo đảm sản xuất, cấp nước an toàn ổn định cho các bệnh viện, trường học, cơ quan và các khu dân cư. Cũng là một cách để công ty góp sức chung tay trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19.
Chiều ngày 22 tháng 4, trên địa bàn của xã Trung Trải, huyện Nậm Nhùn xảy ra trận gió lốc gây thiệt hại lớn về nhà cửa và tài sản của người dân. Theo thống kê sơ bộ của xã, hiện có 15 nhà bị ảnh hưởng do gió lốc, trong đó một nhà sập hoàn toàn, 14 nhà bị tốc mái, trong đó có 3 nhà tốc mái hoàn toàn. Ước thiệt hại ban đầu hơn 500 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra gió lốc, thiên tai, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của xã đã nhanh chóng cử cán bộ xuống các bản để rà soát thiệt hại, huy động toàn bộ lực lượng xuống hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả do gió lốc gây ra, đồng thời lập danh sách báo cáo Ban chỉ đạo huyện để có phương án hỗ trợ kịp thời giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống. Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Lai Châu cho biết trong 6 giờ qua, trên khu vực tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa đo được như sau: ở Phìn Hồ là 68mm, Nậm Quẩy 49mm, Bình Lư 40mm, Nậm Tâm là 35mm. Dự báo mưa sẽ tiếp tục ở một số khu vực trên địa bàn với tổng lượng mưa dự báo đạt 20-30mm, có nơi là 50mm. Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất cao tại các huyện Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn, nguy cơ sạt lở đất trung bình tại các huyện Mường Tè, Tam Đường, Phong Thổ, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Hồng Thu là một trong những xã khó khăn của huyện Sìn Hồ, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao. Mặc dù xã đã triển khai nhiều giải pháp để giúp cho bà con nâng cao thu nhập nhưng hiệu quả vẫn chưa được như mong đợi. Tuy nhiên có thể thấy việc thực hiện đề án phát triển cây chè trên địa bàn huyện, xã Hồng Thu những năm qua đã bước đầu mang lại thu nhập cao cho bà con, qua đó tạo điều kiện cho công tác giảm nghèo của địa phương được thực hiện bền vững, phản ánh của phóng viên thời sự. Tính đến hết năm 2019, xã Hồng Thu có tổng số 434 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 52%. Ngoài ra, hộ cận nghèo của xã cũng chiếm trên 6%. Việc phát triển kinh tế của người dân trong xã còn phụ thuộc nhiều vào trồng ngô, lúa và phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm với quy mô nhỏ cho thu nhập không cao. Nhận thấy địa phương có tiềm năng trong phát triển cây chè, nên xã đã vận động nhân dân đăng ký trồng tập trung bắt đầu từ năm 2017. Đến nay, trên địa bàn xã đã có gần 100 hectare cây chè. Trong số đó, có một số diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch, mang lại thu nhập ổn định cho bà con. Làm ngô, làm lúa thì nó khá vất vả, nhưng làm cái chè này mình làm sau này nó lớn lên thì mình thu hoạch được nhiều hơn. Thân đuổi thì nó hay không vất vả như trước rồi. Bây giờ trồng chè nó còn được, cũng không vất vả như mình làm ngô, làm trồng lúa. Thực hiện đề án phát triển cây chè trên địa bàn huyện, xã Hồng Thu đã ra nghị quyết phát triển vùng chè tập trung tại các bản Nà Kế 1, 3 và 4. Xác định cây chè là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng trên địa bàn xã, qua đó giúp ổn định đời sống nhân dân, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân đồng lòng thực hiện. Xã Hồng Thu phấn đấu đến hết năm 2020, trên địa bàn xã sẽ có trên 100 hectare cây chè. Cùng với đó, xã cũng đã tiến hành trồng xen cây mắc ca trên diện tích cây chè. Chúng tôi đã sử dụng riêng cái nghị quyết chuyên đề về trồng cây chè. Đây phải nói là chúng tôi giao cái chỉ tiêu kế hoạch cho các đoàn ban ngành đoàn thể đi tuyên truyền bà con nhân dân, đi phát thử bì. Sau đó thì chúng tôi cho các lực lượng đi đào đường băng giúp bà con nhân dân, cho các đoàn thể là cùng với bà con nhân dân trực tiếp là đi trồng. Nên đến bây giờ thì theo chúng tôi đánh giá thì phải nói là cái cây chè phát triển rất là tốt. Đến bây giờ là một số hộ thì cũng đã thu khoảng 3 triệu đến 4 triệu đồng trên một tháng. Thế chúng tôi thấy là cái cây chè là một cái cây là phát triển trên địa bàn rất là tốt và ổn định cho bà con nhân dân về cái chỗ tăng thu nhập cho gia đình. Với một xã khó khăn như Hồng Thu, việc phát triển và hình thành vùng chè tập trung đang mở ra hướng đi mới, ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã, từng bước nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong những năm gần đây, huyện Mường Tè đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện đường giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Tè có 957,64 km đường giao thông các loại trên địa bàn đường cứng hóa, đạt 73,07%. Trong đó có 490,4 km đường liên xã, 371,7 km đường trục bản nội bản, 121,54 km đường nội đồng, 9 trên 13 xã đạt tiêu chí về nông thôn mới. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bà con tự nguyện góp trên 16.000 m2 đất, gần 160.000 ngày công, ủng hộ 333 triệu đồng.
các tổ chức doanh nghiệp ủng hộ 300 triệu đồng, 200 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn. Xác định giao thông là trọng yếu để phát triển kinh tế xã hội, thời gian tới huyện Mường Tè phấn đấu 4 xã còn lại sẽ có đường giao thông tới tận thôn bản. Với tổng diện tích 3.050 ha, huyện Tân Uyên được coi là thủ phủ chè của tỉnh Lai Châu, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các hộ dân vùng tái định cư. Trong quý 1 năm 2020, nông dân trong toàn huyện đã thu hái được 1.032 tấn chè búp tươi. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 441 tấn với nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài, cây chè chậm sinh trưởng búp non sau khi đốn và sau thời gian nghỉ đông. Bên cạnh đó, vào đầu tháng 3, trên địa bàn xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất. Để đảm bảo sản lượng trong kỳ chính vụ sắp tới, các cơ quan chuyên môn của huyện khuyến cáo và hướng dẫn nhân dân tiến hành bón phân, phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc đúng chỉ dẫn về loại, liều lượng dùng đối với các đối tượng sâu bệnh hại. Thời gian cách ly ít nhất là 10 đến 15 ngày mới được thu hái lứa tiếp theo. Hiện nay, huyện Tân Uyên đã quy hoạch diện tích trồng chè năm 2020, thực hiện quy chủ 104,3 ha tại xã Thân Thuộc, Bắc Ta, Mường Khoa và khu vực thị trấn. Bản tin thời sự đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.